Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Sau đợt nghỉ Tết rất là dài, gần 2 tuần mình chưa ra clip. Hôm nay mình có thời gian rảnh mình làm clip để thử thách thằng cháu này tiếp tục các bạn ạ. Đây, mình đã chuẩn bị. Các bạn nhìn thấy gì không? Rất là dài luôn. Đó, đây là bánh mì que các bạn nha. Bánh mì que mình đã mua về để hôm nay mình sẽ thử thách thằng này. 5 cái bánh này nếu nó ăn hết nó sẽ có 50k. Mỗi một cái bánh này nếu mà nó ăn hết là nó sẽ có 10k các bạn ạ. Đây, bánh này rất là thơm ngon luôn các bạn ạ. Bên trong thì rất là nhiều nhân luôn. Biết cái gì đây? Ruốc giết các thứ. Nhưng mà không đơn giản là như vậy các bạn ạ. Không đơn giản là chỉ ăn hết không đâu. Mình sẽ cho thêm cả tương ớt vào để thử thách nó. Ok các bạn hiểu không? Về. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì đừng quên nhấn vào like và share, đừng quên nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ thì mình sẽ bỏ bánh mì và cho tương ớt vào để chuẩn bị thử thách nó. Ok. Bộ vlog phải ngắn hơn đi sao? Phải wow. Các bạn thấy không? Wow. Nhìn thế này thôi mà rất là nhiều luôn. Ok, giờ mình sẽ đổ tương ớt vào để chuẩn bị thử thách đó nha. 50k là sẵn đây, tiền rất là mới luôn, tiền Tết mà. Thua thì rất đơn giản thôi. Ít thôi, cho ít thôi. Ôi, nhiều ấy. Tương ớt thì ngọt mà. Một chiếc. Tiếp tục. Bánh ra. Nhìn thấy ngon không? Wow. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Qua đây. Wow, nhìn nhân các bạn, nhìn thấy nhân không? Rất là ngon luôn. Ok, hai chiếc. Lọ tương ớt này của mình cũng sắp hết rồi. Thì mình sẽ bóp để cho hết luôn nha. Bên đấy tưởng bóp rất là khó rồi. Wow. Ok, 3 chiếc. Cái lọt nào. Đây là thử thách ăn bánh mì que cay các bạn ạ. Thế rồi, vừa một cái nữa là vừa đẹp 5 cái. Ok. Để nó cái ra. Nút cái này. Hết rồi các bạn ạ. Ok, đã hết lọ tương ớt này của mình rồi. Giờ thì sẽ bắt đầu cuộc thử thách nó ăn hết 5 cái bánh mì này. Các bạn thấy nhiều không? Rất là nhiều luôn. Thử thách nhìn rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Không biết là nó có thực hiện được hay không. Đây là nếu nó ăn hết sẽ có 50k nha. Như nãy mình vừa nói ấy. Không ăn hết thì mình búng mũi nó một cái thôi. Ok. Búng đậu luôn. Ok, nào bắt đầu, sẵn sàng chưa? Cho thời gian là 10 phút nha. Là tôi 5 phút rồi. 1 phút là phải ăn xong một cái. Ok. Đây hiện tại là đang là đây là 10 sao hết được. 1 phút một chiếc, 1 phút một chiếc. Đây là đồng hồ bấm giờ các bạn ơi. Đồng hồ bấm giờ nha. Mình để thử thách cho nó là tức là trong vòng 1 phút là phải ăn hết một chiếc. 5 phút, chỉ cho 5 phút rồi, 5 phút là phải ăn hết 5 chiếc bánh mì que cay này. Ok. Giờ mình chuẩn bị bắt đầu thử thách nào. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị rồi. Nhìn không đã thấy thèm rồi các bạn. Ok, 1, 2, bắt đầu. Một phút một chiếc, 1 phút một chiếc. 7 giây, 8 giây. Ngon lắm. Ngon không? Ngon đi ăn lên lên đây này. Lần này không nhân nhượng đâu, cũng hơi đau luôn đấy. Uầy, nó hết lửa phút rồi, nó chưa ăn hết lửa một cái các bạn ạ. Gần hết một phút rồi, chưa hết lối một cái. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì đừng quên nhấn vào like và share, đặc biệt nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sắp đạt 20k sắp rồi. Nói chung là đó cũng là một quãng đường dài của mình, nhưng mà mình vẫn cứ tiếp tục làm clip để cho các bạn xem. Các bạn nào thấy hay thì vẫn ủng hộ mình nha. Vậy là đã hết một phút rồi các bạn ạ. Nó chưa ăn hết một cái, không biết nó có ăn hết rồi không. Nhưng mà chắc chắn phải một phút rồi. Một phút 4 giây rồi.
rất là ngon luôn. Thử thách này nó không thực hiện được thì chứng tỏ nó kém thôi. Ăn thôi mà cũng không được. Thế 1 phút 30 giây rồi. Thế thì mình xác định luôn là nó cua rồi các bạn. Chắc là không cần phải thử thách được đâu. Ăn cái kiểu này thì cua là cái chắc luôn. Thế là 2 phút rồi. À không, mình nhầm, 1 phút 40 mấy giây rồi. Các bạn hãy cổ vũ nó để nó ăn hết 5 cây bánh mì trong vòng 5 phút, ok. Có cây rất là cứng, có cây rất là mềm. Đó là con vũ. Hai phút không 8 giây rồi. Mình ngồi cạnh mùi bánh mì rất là thơm luôn các bạn. Thơm chảy nước miếng luôn. Nước miếng cứ tuôn là bọc luôn. Wow. À. Wow. Đây rồi. 3 phút rồi. Nước cây của con. Cái mềm luôn. 2 phút 41 giây, 40 mấy giây rồi. 3 phút mới hết 1 chiếc nước lại. Nó phải mất đến 1 phút rưỡi để ăn một cái. Ừ. 3 phút rồi các bạn ạ. Các bạn đoán cái này có ăn hết được không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì mình cho chỉ có 5 phút thôi mà hiện tại giờ đã hết 3 phút rồi, hơn 3 phút rồi. Còn hơn 1 phút nữa thì không tính tiền nữa. Mà xác định thôi là chắc là ăn nốt cái này, chắc là nó nhận thua luôn rồi. Mình sẽ bung mũi đó. Bung rất là đau luôn. 1 phút rưỡi nữa mà. 1 phút rưỡi mày ăn đi, mày ăn hết 3 cái không? Mày ăn hết được. Mày ăn hết thì ăn đi. Wow, còn 1 phút rưỡi nữa. Thật khủng bố. Còn dài hơn, ngắn thì dài hơn, nó chịu. Này còn không có nước để cho nó uống nữa các bạn. Rất là khó luôn. Cay nữa. Cay một tí tương ớt, gọi gì là cay, cay các bạn này cho. Ăn một tí tương ớt. Cái lọ tương ớt này của mình mua từ cái hôm Tết. Nhưng mà chỉ còn lại chắc là còn một tí thì tí đây. Mình có đổ một chút thôi mà nó đã kêu rồi. Chứng tỏ thằng này kém các bạn. 4 phút 15 giây rồi. Nó còn 40 giây nữa các bạn ạ. 40 giây. Hết rồi không? Thế nói không? Tưởng bảo còn 1 phút cơ mà. Phải hơn rồi. 30 giây chờ chút còn 30 giây các bạn ạ. 30 giây. Còn 2 chiếc nữa. Không ăn hết. 50k MAD này. Cho khoảng 5 phút luôn. Chỉ ăn hết 3 chiếc bánh mì. Nó chưa ăn hết 3 chiếc đấy các bạn ạ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 phút các bạn ạ. Lặp vậy là mình cho 5 phút và nó đã không ăn hết. Ok, vậy là nó đã thua. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó chính là búng mũi nó. Mình sẽ búng rất là đau luôn. Bởi vì nó đã không hoàn thành thử thách của mình đặt ra cho nó. Bánh mì thì nhìn rất là ngon luôn rồi. Wow. Không biết các bạn nhìn có thấy ngon không, nhưng mà mình ở ngoài mình đấy rất là ngon luôn. Cảm nhận ăn bánh mì ngon không? Ngon. Mà chỗ được cay quá. Mấy tí nữa chạy bánh kêu rồi, ok. Thì sưng 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 rồi. Đâu vào đập cùng mồm thì sưng sưng rồi bong bong như thế này đấy. Các bạn thấy không? Giống là hoàng tử đại dương. Ok, là sẵn sàng búng mũi rồi. Nó thua các bạn ạ, nó thua nó sẽ bị búng mũi. Giờ thì mình sẽ búng mũi nó. Búng nhẹ thôi. Không, búng nhẹ. Quả này rất là đau luôn. Đi con đi học, búng nhẹ thôi, đi học, đi học. Các bạn nhìn thấy xấu. Xấu, xấu cái gì không vậy. Chơi thì phải chấp nhận. Ok. Để các bạn nhìn, để các bạn nhìn. Đấy, nào, đưa ra. Không, 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 không. Cảm giác được búng một cái mũi đau rất là thích các bạn ạ. Các bạn búng người. Ok.
vậy là nó thua và nó đã bị mũi rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.